Lê Phú xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mời mọi người cùng vào bếp nấu cái món chè khoai lang với mình. Thì món chè này mình sẽ nấu theo một cách hoàn toàn mới nha. Khi nấu xong thì chén chè trông rất là bắt mắt. Khi ăn vào thì sẽ có cái vị ngọt thanh của đường phèn, hương thơm của long nhãn và táo đỏ, kết hợp thêm ít viên trân châu và khoai lang nữa, mình ăn rất ngon và lại tốt cho sức khỏe. Để nấu món chè này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng nấu với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món chè này. Đầu tiên thì mình phải đây là hai củ khoai lang, cân lên cũng được 350 gram nha. Đường thì mình sẽ sử dụng ở đây là đường phèn 150 gram, 50 gram bột năng, 50 gram bột nếp, một ít lá dứa, 10 trái táo tàu nhỏ, 20 gram long nhãn, 500 ml nước lọc. Thì tất cả nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi cắt nhỏ khoai lang. Mình cắt miếng vừa phải thôi nha, không cắt dày quá. Cắt xong thì mình sẽ chẻ ra làm tư. Khoai lang thì mình cũng đã cắt xong, các bạn cho hết vào trong nồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp cho khoai lang chín mềm. Mình hấp thì cái miếng khoai lang nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn cho vào trong nồi nấu chung thì đôi khi mà khoai lang chín quá nó sẽ bị rã ra, nhìn cái miếng khoai không có được đẹp. Và nồi khoai lang thì mình cũng đã hấp chín nhưng mà mình không vội lấy ra khỏi nồi nha các bạn. Lúc này thì khoai lang còn nóng nên là sẽ mềm, mình lấy ra rất là dễ bị nát. Mình để cho nguội để cho khoai lang dẻ lại. Và tiếp theo thì mình sẽ đi nhồi bột mình làm trân châu nha các bạn. Cho hết vào trong một cái tô lớn. Nếu mà mình làm bột nếp không á thì cái viên trân châu nó sẽ dẻo như là chè ỉ, còn các bạn trộn chung với lại bột năng thì nó vừa có cái độ dẻo mà lại vừa có cái độ dai nữa. Cho vào rồi thì mình trộn đều. Để nhồi thì mình nhồi với lại nước sôi nha. Mình cho vào một lần một ít. Sau đó các bạn trộn đều. Làm cái này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nếu như mà bột khô thì mình cho thêm nước, còn bột mà hơi mềm thì mình cho thêm bột. Trộn đều lại để bớt nguội rồi mình bắt đầu nhồi. Và bột thì cũng đã bớt nóng rồi, mình mang bao tay vào. Các bạn thoa lên chút dầu ăn nha, để khi nhồi thì sẽ không có bị dính. Bột thì mình cũng đã nhồi lại cho thành một cái khối rất là dẻo và mịn rồi này các bạn. Mình chuẩn bị đem đi vò viên. Để vò viên thì mình sẽ lấy một cái lượng bột vừa đủ. Một viên mình làm khoảng bao nhiêu đây? Sau đó thì các bạn vo tròn. Mình cho qua bên đĩa. Và những viên trân châu thì mình cũng đã làm xong rồi, mình để cái đĩa trân châu này qua một bên. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào trong nồi là 500 ml nước lọc. Sau đó thì mình sẽ cho vào những khúc lá dứa mình đã chuẩn bị để nấu ra mùi thơm. Nồi nước mình nấu thì cũng đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho những cái viên trân châu vô. Những viên này thì mình sẽ nấu nó hơi lâu chút xíu nha các bạn. Năm trăm ml nước thì mình thấy hơi ít nên là bây giờ mình cho vô thêm chút nữa, đủ để cho những cái viên trân châu này nổi lên. Trân châu mình cho vào xong thì các bạn cũng rửa sạch táo đỏ mình cho vô.
Mình có thể để nguyên trái hoặc là các bạn cắt nhỏ ra, rồi mình cũng cho cái phần lông nhãn vào. Mình nấu thêm tầm khoảng 3 cho tới 4 phút nữa nha. Nguyên liệu mình nấu thì cũng đã chín và nở hết rồi các bạn. Lúc này thì khoai lang cũng đã nguội và dẻo rồi. Mình cho hết khoai lang vô nha. Và bắt đầu mình cũng sẽ nêm đường vào luôn. Mình sử dụng đường phèn. Như vậy thì nồi chè nó sẽ có cái vị ngọt thanh và ngon hơn. Các bạn cứ cho vào một ít. Sau đó thì mình sẽ nêm theo cái khẩu vị của gia đình mình. Rồi mình cũng cho vào thêm chút xíu muối. Và nồi chè mình nêm thì cũng đã khá là vừa rồi. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp đi. Nếu mà các bạn muốn ăn chè nó hơi sánh hơn thì mình có thể cho vào một ít bột năng nha. Còn không thì mình ăn như vậy cũng được. Mình tắt bếp và chuẩn bị múc ra ngoài chén. Và chè thì mình cũng đã múc ra ngoài chén rồi các bạn, trông rất là bắt mắt. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức với mình. Và món chè này khi ăn vào thì có cái vị ngọt thanh, thơm mùi lá dứa. Khoai lang thì lại rất là bùi nha, còn những cái viên trân châu thì dẻo dẻo dai dai, mình ăn rất ngon. Thanh nhãn thì lại giòn giòn nữa, kết hợp thêm táo đỏ, nhìn trong cái chén chè của mình trông rất bắt mắt. Nếu mà các bạn chưa có nấu những cái món chè như thế này thì hãy cùng mình vào bếp nấu luôn nha. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ xong với các bạn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.